À, sớm giờ thì cậu Tám cũng làm mấy cây sắt ra để mà lôi ra chúng ta. Hiện tại giờ chúng ta đang gắn cái mấy cây sắt vô để đổ cái đà kiềng phía dưới. Cậy đi, cậy đi, cậy đi, thiếu tao móc vô. Bỏ đại vô đi, bỏ đại vô. Bỏ đại đi, con lấy cái hai cây à, 5-8 cây rồi. Chưa, chưa, anh lấy thêm cây nữa chứ. Cái gì vậy? Ờ, đám hai trên đó vậy, mấy đứa. Nãy diện coi lúa tao bỏ ngoài tao mấy đâu, bả đâu có quay lúa đâu, bả bỏ. Bỏ là bả làm gì đó. Dưới trên. Trên. Có anh rồi nó dặn mình ơi. Quay ra luôn. Ừ. Anh bán. Ngày buổi chiều ngày hôm nay thì chỉ có hai cậu cháu làm thôi. Còn chi nhiều con, trời ơi, đụng chết ông nội ơi, dịch. Dịch, mày nói người ta nói trời ơi, ông sợ dịch. Thì con mít chứ, con mít. Dịch hay có sợ đâu à. Thì con mít. Đấy, vô vậy sao mà, con cá ngồi đây mà liệm tới tối luôn. Dịch bắt kho gừng ăn hoài, có gì đâu sợ hả? Ừ. Tại nay có đi học không? Chạy gì bắt tôi nha con, đi về bắt tôi nha con, có lấy gạo thì lấy luôn.
rồi. Hôm được rồi, nhà chỉ có hợp một ngày luôn. Ngày bữa chiều nay là vợ anh tưới ổi ha bác ba. Chứ anh đi mặn nó đâu cho không. Tập mặn chúng ta chứ. À, sáng cắt tới chiều ăn luôn rồi đó hả? Chưa anh về nghỉ chưa mà. Sáng đạo này đó hả? Này bé nhà hả? Mua. Mua. Bẻ tay. Cái nó cúp điện tự nhiên trái lên rồi tao thấy khoái quá giờ tao làm cái à. 95.000 một bóng. Bóng bự như muốn đẻ mình á. Hỏi bác ba, ai em đâu nghe bác ba cháu nội em. Bác ba bé Thảo. Nhưng nghe nói kêu bác ba tưởng dài lớn quá kêu bằng bác ba hả? Này con bác ba giờ là nổi tiếng như lắm luôn á, cả thế giới luôn á. Với người nào quen người đó rồi mai mốt đi sống người khác đâu sống được. Mày chắc có cái nhà này xong cũng chưa chắc vợ nhà nó chạy vô chồng ở nữa. Ở chồng đó tao nói rồi có không. Bà chính thương y lắm. Thương đúng. Mẹ con y là đúng. Bả lo hết mà. Đi ở mốt bả đâu có chịu. Dễ gì. Không khó. Không khó ở đâu. Út không ai ở được. Tao hôm tao buồn buồn cái tao tính là đem ra cái tao ca như sĩ tao mới làm con bản trời ơi nói chứ trong khi buồn mày ơi nắm nhà buồn mới cái dịch này là đâu có đi chơi đâu được ca chắc nó cao ghê ha ai rồi có từ đó của ca đâu ca có vợ về ca giấu từ đó giờ anh thấy có em có ca không có ca được không bác ba đưa tay lên chào cái bác ba chào tay ghét không chào chị quái chào cái em về tối mình làm cái hình nền nền nữa hả nền ngay con bò rồi bác trời nãy sắp điều điều rồi sao Dũng Vũ hỏi đi tú mẹ rồi em nói có cục hấn vậy em gạch 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 cho nó đi mày thiếu con cây rồi gắn vô nãy tháo ra giờ gắn vô nãy này cái chất lượng là cái này nè anh Tám à nè anh
nhà gắn vô cũng cực à. Ở đâu? Cái này nè, nó đi ăn cắp con trộm gì người ta, nó đập liền cái đầu luôn. Nè nè đó, gạch không? Gạch cho nó đi. Ủa đập hồi nào mềm đầu luôn hả? Ngu mới nói gọt đó. Đó. Vậy là đập đầu. Nó ăn chậm hay gì ngu? Đập bỏ luôn. Quá ghê kìa. Sao ngu? Đập cắt vô nha, vuông góc nha. Rồi tới góc à. Bữa chiều ngày hôm nay thì chỉ có hai thầy trò làm thôi. Mình đông có con mít ăn chết ông nào. Làm đông quá thì sợ Covid hả? Ừ. Hôm nay nữa cậu Tám kiếm ngựa thêm chứ có hai người sao làm biết nào rồi. Bữa thứ hai là có cậu Tám kiếm ngựa rồi. Làm chứ. Mình làm gì được. Làm. Dạ cậu Tám với Nguyễn làm lần chứ bữa thứ hai là có người mình. Có đang chuẩn bị hợp đồng có cậu kia mình với tao với cậu suốt đó. Mà đủ không hả? Để nó, ổng, tối ngày ổng, mấy thằng kia nó lại nhà ổng nó chơi hoài tao sợ ổng tao luôn. Giờ tao không cho mừng không mày ơi. Hình thằng này thì nó cái nhà nó bị bế tay môn mà nó trốn lên nhà y nó chơi hoài vậy đó hả? Hả bị phong tỏa mà còn trốn đi nữa hả? Đi lên nhà y nó ở hoài ông nội mỗi tối thôi y nghỉ luôn đi đụng nghỉ cho nó sạch sẽ ông nội ơi tôi nghĩ em có gì chết cha em luôn. Em làm ăn nuôi vợ con rồi nó hả? Em khổ lắm tôi nghĩ em. Trời ơi nó bế tay mô em cái là chỉ có nước em cắn lưỡi liền đó nha. Kiếm thêm thằng thợ nữa hả? Đâu mới được ở nhà được hai thằng cho cu ly cháu này đâu. Thêm thằng thợ nữa là ok thôi. Cu ly mà có cu ly cháu nữa hả? Ba là cu ly trưởng hả? Ừ. Cu ly trưởng là có quyền hả? Với cu ly phụ hả? Ông thợ mà còn phải ngán cu ly trưởng mà. Không ngán là nó trộn hầu là chẳng hạn như tô lắm bỏ đá vô là tô chết luôn á. Rồi ông già gì? Ông già nuôi cũng còn đấy. Chơi nhõng nhẹt luôn, tô rớt xuống chơi, mất thêm. Đâu phải. Cái nhà của tôi cũng chín nữa, nhưng mà hồ non thì chịu thôi. Kiểu như màn Hà Tiện quá chứ. Hồ non nó không chín hả? Không có non mà nhão thì kể nữa mình thì cắn lưỡi. Mà mần cũng vừa thôi chứ mày mần nhão quá đâu, ủa nó không quá đâu được. Nói gì chứ. Ủa mày đồng ý Hà Tiện cũng vừa phải thôi. Còn nếu mày mẫu người ta là bằng kiểu đó đúng không? Chơi chung đất Việt là vậy. Hả? Mày lãnh mẫu mày bằng kiểu đó đủ tẩu chết à. Bằng một cái kiểu như đủ không? Một cái thùng, một bao mà mày trộn mười mấy thùng bê thì đủ mà. Có chết người ta, tôi nghiệp người ta. Biết không? Trộn gì đâu, tôi nghiệp người ta. Mình muốn lời nhiều, bằng nhà dễ ở qua đâu.
đâu có quan trọng là lời, có công an chuyện mần là ok thôi. Quan trọng là mày mần có nó bắt bà đợt này là lên chức cô ly trưởng luôn rồi đó. Mần quan trọng là nó có cái thuốc cái đức không, bà nói ra tiền án mới. Người cột con bên. Ông cột được con bên nên thôi ông ở đây đi. Thôi thì dây rắn cột trước con để dây dài cột. Bữa nay là anh cắt dài lại đó phải không? Dài. Dây mắc quá Hà Tiện mà suy nghĩ Hà Tiện cũng mất công. Có nhiêu tiền? Thường anh cắt 6 phanh, 1 phanh cắt thành 6. Hồi sáng con có đi ra cây xanh không? Dạ nha không. Đi góc cây xanh hả? Trời ơi, nãy ngoài tâm nãy mình mấy cái khu ngãi chức cả gì rồi đủ dữ lắm đó nha mày. Ờ, con đâu có đi ngoài tiếp xúc với ai đâu. Trời ơi, mày đi con nguy hiểm nha. Nhưng mà cái con bị tai nãy mày đi lên đủ. Bây giờ sớm giờ con đứng về xa con có đâu dám lại gần chú Tám đâu. Mày dòm thấy tao không có khẩu trang đây nghe, mà tao không có lịch sự đó, mày lại gần tao đâu có gì chết mẹ thôi. Thấy vậy gà sợ chết. Không nó chết không sợ, nó chết thì nó khỏe, nhưng mà ác con cái nó không chết, nó ngầm càng ngáp thì ngáp. Bó mày ta. Bố đói chết à. Ăn ỉu coi dư dọn dẹp hoài ghê, đúng không mẹ đừng cho ăn. Chuông nước thôi. Nước thì đừng mà chỉ có đáy thôi các bạn. Thì đáy thôi biết chừng nào đó hôi vậy đó. Thôi mày. Mày đói chết à. Cho ăn chia cho nhiều nhiều quá ăn ít thôi hả? Ừ, nhiều quá ấy không cho ăn. Quá không cho ăn nữa. Đúng rồi. Chuông nước hả? Không được. Ít ít vậy ba má mày không có suy nghĩ nhiều phải không? Suy nghĩ nhiều mà biết sao con đâu suy nghĩ nhiều, nó phải chia cho mày ít chia kia ít gì ăn trò hơn thằng Mỹ đầu đầm suy nghĩ đủ thứ. Còn này có hai thằng khỏi chia chó và trời khôn tao còn sân lúa ngoài đó kìa chiều 18 cũng như bà ba lụ chẳng có mày mày nói gái hửa con trai cháu nội ở cho con trai ở đúng con trai không ở cháu nội ở mày không bận